Lan Rừng Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên sáng ngày mùng 10 tháng 6. Em xin chúc cả nhà mình có một ngày mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và thật là hạnh phúc ạ. Và hôm nay là chủ nhật nên là bên em vẫn xếp hàng bình thường nhá. Hôm nay là chủ nhật nhưng mà nhà em vẫn xếp hàng bình thường. Và cô chú anh chị nào mà muốn mua cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì liên hệ với em ạ. Em ở trên Cao Bằng ạ. Em ở trên Cao Bằng nhá, em có nhận xếp hàng toàn quốc ạ. Em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Đại Nam Nguyễn. Cả nhà ơi, cả nhà muốn sưu tầm cho mình những cây phi điệp tím xinh không ạ? Hôm nay Thảo sẽ livestream để giới thiệu cho cả nhà mình những cái cây phi điệp tím rất là xinh. Chỉ từ 300.000 đến 500.000 thôi ạ. Xin chào. Và trước khi livestream về phi điệp tím thì em sẽ livestream để em nói về cái sản phẩm ngày hôm nay ạ. Em sẽ livestream. Bởi vì hôm nay nhà em sẽ về rất là nhiều mặt hàng là dáng hương đuôi cáo nữa. Tức là hôm nay nhà em sẽ về thêm 3 tím luôn ạ. Nhà em có rất là ít thôi ạ. Chỉ từ 300.000 thôi nhá, chỉ từ 300.000 cho đến 500.000 thôi thì cô chú anh chị đã sưu tầm được một cái giò phi điệp xinh rồi ạ. Đó. Cô chú anh chị chia sẻ livestream ủng hộ em nhá. Chia sẻ livestream ủng hộ em đi ạ. Em xin chào anh Xuân Đức Ninh ạ. Cả nhà chia sẻ livestream ủng hộ em nha. Em là Thảo, em chuyên hàng lan rừng. Bó bao nhiêu cây vậy anh Bùi Thuận Chẳng ơi? Bó dáng hương đuôi cáo như thế này từ 6 đến 9 cây ạ. Từ 6 đến 9 cây là 1 cân nhá anh nhá. Từ 6 đến 9 cây trên 1 cân. Và 1 cân thì chúng ta sẽ trồng được, nếu mà ghép giò vào ghép vào cây thì sẽ được một giò xinh. Còn nếu mà chúng ta trồng vào chậu thì chúng ta có thể được 1 chậu, 2 chậu rồi ạ. Em xin chào anh Hiễu Văn Trần. Em xin chào anh Rửa Tay Gác Kiếm. Ủa sao anh tên là Rửa Tay Gác Kiếm? Em xin chào anh Hoàng Trung ạ. Phi điệp tím, ok, đã 101, bạn xem 106 rồi Thảo sẽ. Đây là dáng hương đuôi cáo là 200.000 nhá, cô chú anh chị nha. Tiếp theo, đây, Thảo sẽ bán hàng 300.000 trước nhá. Thảo sẽ bán một khóm là 300.000 trước nha. Cáo bao nhiêu 1kg? 200 nha, anh Đạt Bùi nha. 200 ạ. 200.000 một cân cáo thôi ạ. Đây ạ. Trước khi livestream em quay cho cả nhà xem mà hàng cáo của nhà em đây rất nhiều luôn. 4
đây ạ, 300.000 đây ạ. Em chỉ có hơn 10 khóm thôi. Nhà em chỉ có hơn 10 khóm là 300.000 thôi. Nên là cô chú anh chị nào, em xin chào anh Vinh Nguyễn Văn, cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình cái cây lan phi điệp tím Cao Bằng thì liên hệ với em nhé. 300.000 ạ. Cho anh 3kg cáo. Không được đâu anh ơi. Nếu mà anh mua 3 cân thì anh phải mua trên 10 cân thì em mới được giá xỉ ạ. Đây ạ, 300.000 một bò một khóm như thế này. Cô chú anh chị nào chốt thì cho Thảo xin địa chỉ vào số điện thoại luôn nha. Em có trồn không? Em không có trồn đâu ạ. Mặt hoa, anh Pham ơi, anh vào xách cho em một giỏ kiều tím ra đây xinh xinh. À, phi điệp tím ra đây cho em ấy. Giỏ nào có hoa đẹp đẹp ấy, nhỏ nhỏ, hôm nọ mình lấy đi triển lãm ấy. Thì anh vào anh xách ra cho em, cho cả nhà xem mặt bông. Nhà em có rất là nhiều phi điệp tím. Hôm nay có tận 10 khóm cơ ạ. Nên là cô chú anh chị mua thì em xin chào anh Thanh Dược Phạm nha. Đây ạ, chúng ta trồng như thế này, sau này sau 1 năm thôi chúng ta nó sẽ sinh sôi nảy nổ rất là nhiều. Và mọi người biết gì không ạ? Móng tay em lá dính lá phi điệp thì sao ý? Đây ạ, màu xanh ạ, em rất là yêu màu xanh. Kiều vàng lá, kiều vàng là 200.000 một bó, kiều vuông là 300.000 một bó ạ. Kiều vàng là 200.000 một bó, kiều vuông là 300.000 một bó nhá. Một bó chúng ta sẽ được một cái giò rất là xinh rồi. Thảo sẽ treo bớt cái này đi ra để treo giò phi điệp ạ. Thảo đang nhờ một anh lấy phi điệp cho Thảo. Anh Xuân Đức Ninh ơi, anh có chốt kiều không ạ? Anh có chốt kiều thì cho Thảo xin địa chỉ và số điện thoại. Đấy, sẽ dịch ra một chút cho cả nhà xem. Anh Công Mai ơi, giá cả đối với tất cả các cô chú anh chị đã từng chơi lan thì đều biết ạ. Lan nó không có một cái giá nào cố định cả, tiền nào của đấy anh ạ. Nên là cô em nói bây giờ về chúng ta là nói về những cái mặt hàng khác nhá. Thì có một cái cây phi điệp hoặc là một cái cây nào đấy, chỉ cần người ta dựa vào cái độ đẹp của nó thôi là người ta đã cho giá cả rồi. Nên là nếu mà anh muốn mua hàng rẻ thì anh có thể đi ra chỗ mọi người bán rẻ để mọi người mua. Và vì hàng nhà em là hàng tuyển nhá anh nhá, vì em là hàng tuyển nên là
Em nhập từ người dân, từ trực tiếp từ hàng tuyển, nên là giá nó cũng sẽ đắt hơn rồi ạ. Nên là cả nhà không thắc mắc nhá. Giá nhà em bán giống như là những nhà khác thôi ạ. Treo cao lên mới nhìn thấy. Em không biết treo lên như thế nào được. Em không bán to đâu ạ, em bán theo khóm này. Đối với một khóm là 300.000 là một cái chân tơ như này này. Rất là xinh này. Đó, đây là khóm 300.000 nha. Con Thảo sẽ giới thiệu cả nhà mình cái khóm 500.000 này. Đây ạ. Khóm 500.000 nó sẽ to hơn này, cái thân tơ của nó này, và có nhiều thân để mình ươm hơn ạ. Đây ạ. 500.000 ạ. Em ở trên Cao Bằng, em ở trên thành phố ạ. Đấy, hai lon ra cho Thảo một lon đi. Thảo cũng uống. Hả? Thảo cũng uống. Nó kia nó cũng uống. Cho anh xem mặt hoa của giáng hương đuôi cáo. Mặt hoa giáng hương đuôi cáo hử? Ok. Ok anh Đức Minh ạ. Anh Đức Minh lấy khóm 300 hay lấy khóm 500 nào? Em không bán người đâu ạ. Ok ạ, à, ok anh nha. Hôm nay nhà em có mười mấy khóm thôi ạ. À, đây là vừa rồi nhà em làm công trình nên là để em này kia, nhà em làm công trình nên là đã lấy đi khá là nhiều những cái cây, những cái cây giáng hương đuôi cáo nó nở hoa rồi. Công trình hơn 100 triệu mà. Và cô chú anh chị nào mà muốn thiết kế á, muốn thiết kế một cái vườn lan giống như nhà em ấy thì liên hệ với em nhá. Nhà em nhận công trình ạ. Nhận công trình cả làm lẫn cả lan luôn ạ. Giáng hương đuôi cáo đây ạ. Đó, rất nhiều luôn này. Đây, xinh quá, nhà em vừa mới ghép. Và hôm mà cũng xin chia sẻ niềm vui của gia đình em với cả nhà, đó chính là nhà em có được một cây cáo trắng rất là xinh. Ở bát ngàn như này mà có đúng một cây luôn. Năm ngoái còn được 1-2 cây. Năm ngoái được 3 cây. Năm nay chưa được. Quý ơi, về đây. Quý, cây cáo trắng. Thật. Ok anh Đức Minh cho Thảo xin địa chỉ và số điện thoại ạ.
Đây này. Chuẩn luôn, không thể nhầm được. Ship về Hà Nội mất 1 ngày. Đây này. Lấy xuống đi. Không phải Tràng Hàn đâu. Có Phớt đâu. Ăn Phớt. Ui. Nhưng mà cây cáo trắng đấy cũng được một ít tiền. Đâu là cáo trắng? Đây này. Lấy xuống đi. Phải. Đúng không? Không Tràng Hàn đâu. Không biết là có trắng hả? À anh Đức Minh ơi, tại vì là mỗi cười từ sáng đến tối luôn. Đây ạ. À, em bán giò từ 600.000 trở lên nha. Ok anh Đức Minh nha, cô chú anh chị chọn em xin chào anh Nguyễn Cường, em cảm ơn anh Nguyễn Cường đã khen em ạ. À, thì cô chú anh chị nào lựa nữa không ạ? À, em có hơn 10 bó 10 cây rồi ạ. À, chọn khóm đẹp tí nhá. Không phải là xấu đâu anh ơi. Nhiều khi là hàng nó hơi xuống lá một chút thôi chứ không xấu đâu ạ. Đây ạ, một khóm phi điệp tím như thế này nhà em hôm nay có tầm hơn 10 khóm ạ. Hơn 10 khóm dành cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình cái cây lan phi điệp ạ. Đây ạ. Có mặt hoa không em? Ok. Đây. Nhưng em ngại sách á. Nặng. Đây ạ. Nhà em ghép vào tủ quạ đây này. Nó còn đang còn chung như vậy này. Trên Cao Bằng em trời không nắng. Và nhà em vừa mới phun nước xong. Vừa mới tưới nước cho các loài loài lan xong. Đây. Em không bán giò đâu ạ. À. Em bán một khóm như thế này. Em bán một khóm bé xinh như thế này giá là 300.000 ạ. À. Em bán một khóm bé xinh như này 300.000 thì khi mà chúng ta trồng vào chậu thì cũng được một chậu rất là xinh rồi. Đó. Quý ơi, bóc cho Thảo với. Bóc vào đây thôi, bóng anh dài. Em xin chào Phương Trần ạ. À. Nhà em không bán giò này đâu ạ. À.
Anh Nguyễn Cường ơi, em quay nhiều cả nhà sẽ bị hoa mắt nên là em không quay nữa, em quay hàng thôi ạ. Đây là cả nhà chốt thì cho Thảo xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Cô chú anh chị nào chốt cáo hoặc là chốt kiều vuông hoặc là kiều vàng hoặc là phi điệp tím thì liên hệ với em nha. Em ở trên Cao Bằng ạ. Hoa gì ạ? Hoa kiều tím à, phi điệp tím à? Đây, quay cho cả nhà xem mấy lần rồi mà. Đây ạ. Đó. Có anh ơi, anh Bùi Dương Duy ơi, phi điệp vàng nhà em bán là 150.000 một cân phi điệp vàng à. Phi điệp vàng nhà em bán là 150.000 một cân phi điệp vàng nha. Làm sao để cho cả nhà có thể thấy nụ mà không cần dơ nhỉ? Thấy không? Thấy không hả? Cái giò tam bảo sắc này. Xấu xí. Đây ạ, hoa của nó đây ạ. Hoa của nó rất là xinh luôn. Đây ạ, nhà em bán là 300.000 một khóm bé nha thôi ạ. Chắc là sau khi mà Thảo livestream này xong ấy thì điện thoại của Thảo sẽ bùng nổ luôn ạ. Tại vì là rất là nhiều cô chú anh chị khi mà mua lan thì cái lan này ấy, thì nó rất là đắt. Và nhà em có nhìn được những cái khóm này đúng là một cái sự kỳ diệu luôn ạ. Anh ơi, nhà em có ở trong kho ạ. Nhà em có ở trong kho nha nhà em ạ. Nhà em hàng rất tươi nhá anh nhá. Anh Đức Duy Bùi, anh Dương Bùi Duy ơi, anh có thể lên kênh của em xem ở trên Facebook của em ạ. Em làm cái móc. Em mà trèo trong vườn này. Anh ơi, anh có cái khóm nào mà nhìn thấy không? Đây là cả nhà có nhìn thấy mặt hoa không ạ? Ok, đã nhìn thấy mặt bông rồi. Đây ạ. Nhà em không bán theo cân đâu nha. Nhà em bán theo khóm ạ. Một khóm bé như này là 300.000 thôi nè. Ồ, chị Hồng Thắm ơi, Hồng Thắm ơi, em vẫn ship bình thường mà. Em vừa ship bình thường ạ. Không ạ. Gà rừng ria nhà em không có đâu nhá. Cái giò này bán bao nhiêu tiền quý?
Giò này. Đi. Được không á? Ừ. 500 nhít. 500 nhưng mà nở hoa rồi đi đến khách nó cũng héo mất. Nhờ. Hoa phải dồn lại cho em không có mặt hoa đâu ạ. Em không có mặt hoa của Phi Điệp Vàng đâu nha cả nhà nha.